chúng tôi muốn cùng anh chị em của nhóm Việt USC tổ chức cái buổi gây quỹ, không riêng gì mang lại một ít kinh tế cho cựu đại tá Hùng Cao để tranh cử với cựu dân biểu hiện tại là với bên Đảng Dân Chủ, nhưng mà chúng tôi còn muốn gióng lên cái tiếng nói để vận động trong tương lai tất cả những người Mỹ gốc Việt của chúng ta, những anh chị em bạn trẻ, người nào có điều kiện, có khả năng thì chúng ta hãy mạnh dạn ra ứng cử, và chúng tôi luôn luôn đứng bên các bạn. Điều đó là điều chúng tôi muốn nói bữa hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi là bác sĩ Hoàng Kim Thành, đang có mặt tại Ocean Palace tối hôm nay để chuẩn bị làm chương trình tiệc gây quỹ cho Hải quân Đại tá Cao Hùng, một ứng cử viên của thuộc Đảng Cộng Hòa, thuộc địa hạt 10 tại Virginia, District 10, Virginia. Vâng, chúng tôi có mặt tại hôm nay để cũng xin mời gọi tất cả quý đồng hương đến để ủng hộ cho ứng cử viên Cao Hùng, là người sẽ ra ứng cử dân biểu quốc hội District 10 của Virginia. Vâng. Kính chào quý khán thính giả của đài ABTV. Chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương, là trưởng ban tổ chức của buổi gây quỹ tranh cử cho đại tá Cao Hùng ngày hôm nay tại Houston. Kính thưa quý vị, trước tiên chúng tôi xin được đại diện cho ban tổ chức cảm ơn tất cả các đồng hương đã nhiệt liệt ủng hộ cho buổi gây quỹ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đã nhiều người nói về đại tá Cao Hùng, về tiểu sử cũng như là tại sao, lý do gì mà chúng tôi là nhóm Việt USA tại thành phố Houston ủng hộ cho ông. Nhưng mà cá nhân chúng tôi xin được nói với quý vị như thế này, là chúng tôi tin chắc rằng là đại tá Cao Hùng sẽ thắng cử. Thưa quý vị, lý do đại tá Cao Hùng là từ tiểu bang Virginia, tại nơi này trong cái cuộc bầu cử mà thống đốc giữa ông McAuliffe là bên Đảng Dân Chủ và ông tân thống đốc Youngkin, Glenn Youngkin, thì quý vị cũng thấy đây là một cái tiểu bang mà Đảng Dân Chủ đã nắm rất là nhiều năm, đã cầm quyền rất là nhiều năm, nhưng mà ông Glenn Youngkin là một người mà chưa từng làm chính trị ra tranh cử, và ông đã thắng một cách vẻ vang đối với lại ông Terry McAuliffe. Cho nên cái cuộc bầu cử thống đốc đã cho chúng ta thấy rằng là người dân đã chán nản Đảng Dân Chủ và họ đã bắt đầu đổi qua Đảng Cộng Hòa. Cũng như vậy, đại tá Cao Hùng là một người cựu quân nhân chưa từng làm chính trị, mà chỉ có mới 3 tháng trước cái ngày bầu cử sơ bộ ông mới quyết định ra tranh cử, và ông đã thắng 11 những ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, mà những người này là những chính trị gia chuyên nghiệp đã làm chính trị lâu năm, mà ông vẫn thắng được 11 chính trị gia đó. Thì điều này lại một lần nữa cho thấy rằng là người dân đã chán nản những người chính trị gia chuyên nghiệp làm chính trị lâu năm, và họ trông chờ và muốn một người nào từ bên ngoài như là đại tá Cao Hùng, là một cựu quân nhân và xuất thân từ hải quân của Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ cho hải quân 25 năm và đã về hưu, thì thay vì sống một cuộc đời về hưu thì ông đã quyết định tiếp tục dấn thân để mà giúp cho đất nước Hoa Kỳ, là một nơi mà ông cho ra đây là một quê hương thứ hai của ông. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là với cái chiều hướng đó tại tiểu bang Virginia, và bây giờ chúng ta thấy đã khắp nước Mỹ, thứ nhất là người dân đã quá chán nản cái những chính sách đường lối của Đảng Dân Chủ mì dân, và thứ hai là họ cũng đã quá chán nản những người mà từng làm chính trị đã gây những cái sự phân hóa, mất đoàn kết, và càng ngày kinh tế và đất nước Mỹ càng ngày đi xuống. Cho nên tại sao năm 2016 Tổng thống Trump đã thắng cử, là vì ông là một người doanh gia chưa từng làm chính trị, và bây giờ cái hiện tượng này nó xảy ra tại tiểu bang Virginia. Với những cái nhận định đó, chúng tôi nghĩ rằng là đại tá Cao Hùng sẽ thắng cử rất là vẻ vang trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 này. Xin kính chào quý vị. Lily Trương có mặt ngày hôm nay để ủng hộ anh Hùng Cao ra chức vụ dân biểu liên bang. Tại chức vụ dân biểu liên bang rất là quan trọng, tại vì cái đó là ngân sách của nước Mỹ, và nhiều đạo luật có thể là ảnh có thể giúp ở được. Thành ra cho nên Lily rất là vui có mặt ngày hôm nay để ủng hộ một người Việt Nam ra ứng cử cho chức vụ dân biểu liên bang ở trên khu vực, ở trên Virginia. Thành ra nếu mà quý vị mà có thấy cái video này thì nhớ bầu và giúp cho anh Hùng Cao. Hãnh diện để ủng hộ cho Cao Hùng, tại vì mọi người Việt Nam chúng ta mà được vô ngồi cái ghế đó là không phải là dễ đâu. Mà Cao Hùng đã là một người cựu quân nhân,
hy vọng là cậu Hùng ngồi được cái ghế đó để mà có tiếng nói đại biện cho người Việt Nam chúng ta trên nước Mỹ. Hiền Trương xin kính chào quý quan khách kia khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Hiền Trương là leader của ban hợp ca Hùng Việt, và hôm nay khi được anh Brian Chu mời để tham dự cho cái tiệc gây quỹ của đại tá Cao Hùng, Hiền ủng hộ ngay, là tại vì Hiền ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, và Hiền rất vui khi có được một thành viên trẻ có tài như đại tá Cao Hùng đã được vào trong dòng chính, và đó là lý do mà ban hợp ca Hùng Việt phải có mặt ngày hôm nay, và kính chúc cho đại tá Cao Hùng sẽ được đắc cử một cách vẻ vang. Dạ, Giang Tỷ xin kính chào quý khán giả đài Apple TV. Giang Tỷ rất là ủng hộ anh Cao Hùng vì ảnh là bên Đảng Cộng Hòa, và ảnh cũng là đại tá bên quân đội của Mỹ, cho nên là mình nên ủng hộ. Và hiện tại bây giờ mình cần những người bên Đảng Cộng Hòa sẽ ra ứng cử thiệt đông, cho nên là rất mong anh chị hãy ủng hộ cho những người bên Đảng Cộng Hòa. Dạ, cảm ơn. Dạ, kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là Trương Minh Tính, một thành viên của ban tổ chức vận động cho Cao Hùng. Kính thưa quý vị, lý do chúng tôi tham gia vào cuộc vận động này, thứ nhất là chúng tôi là một người Việt tị nạn, cũng giống như anh Cao Hùng đã trải qua, cũng là người Việt tị nạn và anh đã thành đạt đến ngày hôm nay. Và sau khi tôi tiếp xúc với anh Cao Hùng là một người rất là dễ thương, dễ mến và rất là cương quyết, và có một cái đường lối chính trị rõ ràng. Và nếu anh được thắng vào Quốc hội của Liên bang thì chúng tôi nghĩ đây là một thành viên mà có thể giúp ích được cộng đồng chúng ta, và chúng ta rất là hãnh diện khi chúng ta góp một bàn tay để giúp anh Cao Hùng thắng kỳ tháng 11 này. Kính thưa quý vị. Yeah. Nghi thức khai mạc đến đây đã kết thúc. Xin mời quý vị an toàn. Hôm nay Hải quân đại tá Cao Hùng về đây. Tuy rằng chúng ta là người dân ở Texas không bỏ lá phiếu trực tiếp ở Virginia được, nhưng mà cái tinh thần mà chúng ta ủng hộ đó là một cái năng lực rất là lớn để cho chúng ta giúp đỡ cho khu vực 10 người ta mạnh dạn đi ra cùng phiếu để bỏ lá phiếu ủng hộ cho một người mà sẽ đem lại một cái làn gió mới, đem lại một cái không khí mới, đem lại một con đường mới để cho đất nước Hoa Kỳ chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên đây là một cái điều mà chúng tôi mong rằng tất cả quý vị đêm hôm nay đến đây, chúng ta sẽ hỗ trợ, nhất là vấn đề tài chính. Bởi vì quý vị biết một cuộc tranh cử như vậy, một quân nhân thì đâu có giàu có. Anh phục vụ binh nghiệp, anh đi ra anh vào một cái chức vụ đó là tốn hàng triệu đô la để mà tranh cử. Thì hy vọng rằng đêm nay Houston chúng ta sẽ mở rộng vòng tay của ít lòng nhiều. Tinh thần của quý vị đêm nay là cái sự
hỗ trợ lớn nhất cho Hải quân đại tá Cao Hùng, thì anh có một cái niềm tin, thấy được cái sự ủng hộ của tất cả mọi người chúng ta.